làm video mà vừa hát luôn. Con heo, con bò sữa, con mèo, con chó, con gà, con ngựa, chó, hay là chó, con chó, con gì đây quên mất tên rồi. Đó hả? Đó là con dê. Con dê. Ủa đây là con dê mà. Đó là con cừu, bên ngoài đó là con cừu. Bên ngoài là con lông là có cừu kìa. Con dơ, con cừu. Con Doraemon là giống như mèo vậy á. Cái này là rắn nhưng mà trong giờ chị nói là chị không phải rắn đâu. Chị con rắn chứ cái gì nữa. Chứ xem hỏi thì rắn phải đâu. Thì chị nói con rắn chứ cái gì nữa. Anh được không? Không, để chơi mà. Đâu không lên mới xem. À, cuối này mua thêm. Cũng mua thêm được một bộ đồ chơi nữa. Đây nè. Đồ chơi gì đây? Đây, người ta mở ra. À, người ta có hướng dẫn đấy đúng không? Đúng. Ở lên lầu mà. Lên thôi. Chúc cả trung ương lên nha. Bố, nghe con nói nè. Hồi nãy vừa làm video mà vừa hát luôn. Quên hát à? Ô, quên đi đâu vậy? Đi nhầm. Đi lên đi. Đi nhầm. Hôm nay Quân mua đồ chơi đi. Đâu con bóp thế nào? Đó thế nào? Con này là nhẹ răng. Con rất là con này vậy. Con nói là con gì vậy Cún? Con này là con gì con không biết tên. Cái đó là cái gì đó Cún? Cái này là 500. 500 à? Ồ, cái hình này là hình gì đấy? Hình này là hình Nguyễn Phương, mặc áo Tết. Anh cờ có một cái 500 hát. Cái đó, cái này có cục 500. Tiền được chơi gì? Tên các con vật bước xem nào. Con heo, con bò sữa, con mèo, con chó, con gà, con ngựa, chó, hay là chó, con chó, con gì đây quên mất tên rồi đó. Đó là con dê. Con dê. Ủa đây là con dê mà. Đó là con cừu, bên ngoài đó là con cừu. Bên ngoài là con lông là có cừu kìa. Con dơ, con cừu. À, đây là anh này là anh gì nhỉ? Trong chó cứu hộ. Anh quay dơ. À, xe máy.
Doraemon đó. Nhưng mà thì cái gì vậy? Con Doraemon mà giống như mèo vậy á. Doraemon mà giống như mèo. Đó nè Vi. Sao phụ nữ này coi. Mình sẽ đi tính tiền. Bộ đấy, con thích bộ đấy hay bộ này? Có thể bộ này cũng được này. Con thích tính gì, bộ nào? Bộ này. À, bộ đấy hả? Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ ra đi tính tiền nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye các bạn, hẹn các bạn video sau nha. Nhìn đây. Nhìn đây mà. Cái đó là đồ chơi gì hả Quỳnh? Đồ chơi này là bánh cookies. Bánh này mình chưa ăn. À, ăn được à? Ăn được hả con? Ăn được không? Không, đồ chơi mà. Đâu không lên mua xem nè. À, Quỳnh lại mua thêm. Quỳnh mua thêm được một bộ đồ chơi nữa. Đây nè. Đồ chơi gì đây? Đây, người ta mở ra. À, người ta có hướng dẫn đấy đúng không? Đúng. Rồi, thì bây giờ mình mua về chơi ha. Đây là đồ chơi si tập bên tại chúng con. Rồi, thôi, đi về nào. Bye bye nào. Bye bye các bạn, hẹn các bạn video sau nha. Bye bye.